đâu team 2 sao hết rồi mà, một sao đâu, có một con này chưa 2 hay cũng nhiều à, con Paris nữa. Ông Fry này nói đúng hơn thì nó giống một TF, TF xong đấu với lại TF TF Disco á, vẫn càng nhanh càng nhiều. Cái này ôi ôi, Rai nó bắn lõ đầu. Bùa được giảm giá 50% trong trận này. Cái vàng đây, giảm giá thì làm gì đâu. Cái bùa không vàng giảm giá để được gì? Bùa giảm giá 50% là đánh Vega. Đi đánh Vega. Bùa giảm giá không rồng không đạo này. Yes, that was a banana. No one expects a banana. Loren tìm ấn. Ấn thông đạo có lắp được không nhỉ? À, lắp được với gậy à? Lắp được với gậy lấy trẻ phải tự do đi. Thông đạo. Tiên phong tiền tư pháp tư là không ăn bánh ngọt thôi, không chơi bánh ngọt, chơi thử thông đạo cái núi cao nguyên núi cao đến chậm dặn. Ok, dân cao nhá, nhận nhá, cảm ơn bạn nhiều. Ok, Galio Cassadin Esriu. Right. Học giả. Ba năng lượng mỗi đòn đánh. Biết là đánh ấp cấp có Rai ngon rồi, mình biết. Ví dụ mà reroll bắt, tại vì thông đạo nó có ghi này là mỗi tướng 2 sao hơn 8% mỗi cấp sao. Thông đạo sẽ mạnh hơn 8% mỗi cấp sao. Chưa biết là như thế nào. Galio giảm sát thương nhận phải đi 15 trong 4 giây, bắn 2 tia năng lượng tụ tại vị trí cái được xa nhất vòng 3 ô. Đây sát thương phép phải làm choáng. Pháp sư sẽ chỉ nhắm tới. Đây là nếu mà kích hoạt pháp sư đúng không? À, thông đạo chạy bom mà. Nghe nhỉ? Thông đạo ném gạch này. 400 đam này. Tướng thông đạo là Esriu. Đây có con Esriu nữa không? Không có Esriu nào. Chắc là mình nhập gậy vậy. Này để kích pháp sư đi ha. Mình lấy cái đi chợ tí mình nhập con tướng kích á. Lộ đối thủ tiếp theo của bạn. Hai đây. Này. Hai cái gọi là cái này thực ra là nuôi con này ngon lắm ấy. Con Vega ngon lắm, gì luôn. Gặp gậy để tí cái gì có thể là lắp ấn thông đạo được. Biết 10 thông đạo thì nó sẽ như nào.
cờ tăng tốc đánh à? Bom cắm cờ. Gì đấy? Ba game sân 9 ok bạn ơi. Thông đạo ván này tính ra là có hai hệ liên quan tới cái triệu hồi luôn đấy. Một hệ là kiểu kỳ quái này, một cái thì gọi cái cổng để ra ném ném ném, một cái thì triệu hồi, cái thì triệu hồi Galio, là triệu hồi Volibear chứ. Không biết có cái lỗi gì của thông đạo không nhỉ? Hy vọng đi chợ có rẻ đi. Uzin này. Nhận một ấn ngẫu nhiên và không thể chế tạo à? Nên xui không? Bảy vàng thôi. Thế. Cái gì đấy? Can trường à? Trong đội mình có con gì can trường không? Đấy có con can trường sẵn rồi này. Galio đúng không? Con gì? À, con Taric. Mình hướng dẫn đăng nhập gì chủ yếu là tạo ạc thôi. Giờ nó hơi là lạ ấn ngẫu nhiên thôi này. Ấn ngẫu nhiên đi, xem nó là cái gì. Ấn tiên phong. Uzin Grip Head rất máu à. Có Ryan. Ryan 90 mana. Ức đó là 0.8, 90 mana mà có hai học giả. Thì đánh bao nhiêu đòn nhỉ? Gặp Sojin nữa thì đánh bao nhiêu đòn? Còn tướng 2 vàng. Nào luôn. 5 đòn, 1 đòn 18, 50, 8, 5, 40, 5 đòn là ulti 1 lần. Rồi 5 đòn ulti 1 lần là hợp lý rồi. Để xem có sẻ không nhé. Ấn thông đạo là ấn ghép được mà mình ra cái hai cái ấn không ghép được. Hơi chán. Hai cái ấn không ghép được nên thành ra là không ra thông đạo được. Ghép với gậy. Không có sẻ. Trời ơi, tôi lấy kháng phép đi nhờ. Không có tướng thông đạo, có con Ezreal à? Kiếm súng à? Hay là diệt khổng lồ nhỉ? Ezreal là thông đạo này, thiếu một con thông đạo nữa. Kassadin đúng không? Kassadin à? Thiếu con Kassadin. Thông đạo. Bà cái ấn này xem nó ấn gì.
5 thông đạo, cổng thông đạo gây được bao nhiêu đam nhỉ? 600 à? Thông đạo nó củi ấy nhỉ? Thông đạo sao nó củi ấy? Hết củi. Thế là cái ấn tiên phong mình xài được luôn mà mình việc gì mình phải đánh đâu ta? Tiên phong mình xài được luôn, nó việc gì mình phải bán đâu ta? Tập làm đéo gì? Tiên phong non mà. Tí cho con ta rích cái thú tượng cầm tăng. Không đạo này yếu thật sự luôn á, chả tác dụng gì à. Không đạo yếu thật sự. Đúng con. Rồi ngon. Kiếm Taric chứ. Nhưng chưa muốn dùng gậy nhá. Có 8 8 thông đạo. Để đi kiếm Taric đi Rai thôi, 8 thông đạo rồi. Rai. Thông đạo xem nó như nào. À, thông đạo gọi người đá ra này. Ui. Ui. Đám to rồi nha. Ô hồ, cục thông đạo đám to rồi nha. Cục thông đạo đám to rồi đấy. Ê. À hồi nãy là múc múc linh. À hồi nãy là múc 5 chứ có kết múc 6, múc 7. Bây giờ đi chợ mà nhặt được sẻng thì đẹp nhỉ.
có sẻng lấy cái grid phép cái lấy thêm cái sojin ta, thêm cái sojin cho con này đi. Rồi cho đồ nữa à, hay thế nhờ. À con Ryan nó giống con TF ấy anh em ạ, con Ryan nó giống như hệt con TF ấy. Thông đạo là khác nhé, không biết là 10 thông đạo thì nó sẽ như nào nhỉ? Còn thủy thư chất ngon đấy. Wow. Ở búp túc đắn hoặc là chọi bọ, cắm cờ búp túc đắn này hoặc là ném bọ này hoặc là cho đồ này đúng không, cắm cờ búp túc đắn ném gây sát thương hoặc là cho đồ hoặc là chọi cho con người đá. Ừ, hợp lý, ra hai cái ấn cũng hợp lý quá anh em, được thân tí tiên phong với can trường tăng ngon quá, hai cái ấn này hợp lý. Phù thủy à, thủy ui tướng 5 tiền không này, ôi không có con nào của mình luôn, à tướng 5 tiền mà không có con gì hết. Cái hai là nâng cấp thôi. Rai đâm chín ngon hơn đấy. Rai đâm ngon. Bây giờ ta ghét hai con pháp sư một tiền là con gì ta? Pháp sư một tiền là con Seraphim đúng không? Seraphim hoặc là từ Seraphim thôi. Con Seraphim hoặc là phát sơ 4 tiền là con Nami. 40% mới được một cỏ nữa bạn, không đến nỗi nhiều lắm. Đâu team 2 sao hết rồi mà, một sao đâu, có một con này chưa hai thôi chứ nhiều. À con Taric nữa. Con Rai như con Rai Zaun. Không, con Rai này nói đúng hơn thì nó giống con tí ấy. Nó nói đúng hơn thì nó giống con TF hơn. Nó giống con TF thời lia bài ấy. TF lia bài TF của hai mùa. Mùa 9, mùa 10 ấy. Đâu, mùa 8 đúng không? Con TF cái thời... 8, mùa 9, mùa 10 ấy. Không nhớ. Nói chung là giống con TF của hai mùa. Tốt đắn ấy. TF song đấu với lại... TF song đấu với lại TF... TF Disco ấy. Giống cả hai mùa luôn. Đánh càng nhanh càng nhiều. Song đấu cũng vậy mà, TF thời song đấu cũng vậy mà, đánh càng nhanh lia càng nhiều bài mà. Ừ, nó giống Disco hơn, tại nó bắn random, con TF kia thì nó dồn đúng không? Về mình kẹp pháp sư. Thì đấy, bây giờ một kẹp Nami này lấy CC. Nami lấy CC hoặc là kẹp ấy.
nhiều ghê đấy. Ghê này. Ôi ôi, Rai nó bắn lõ đầu. Con Rai này 17 cổng, 1 cổng là 250 đam. Là bao nhiêu đam? Cái thông đạo nó là cái gì ấy? Không phải ở trong đây đúng không? Sư nó cũng ở trong đây đúng không? Ma thuật. Cái ma thuật này mọi người này, cái ma thuật là biến nhỏ tụi nó đi này. Cái ma thuật là tướng, kỹ năng của tướng ma thuật đặt một lời nguyền lên kẻ địch trong vòng 4 giây. Khi kẻ địch mang lời nguyền hy sinh là chuyển giống như ở kiểu U Linh ấy, giảm kích cỡ của nó đi, hóa bé nó đi. Sau đó là mình hóa bé và cho nó hóa nhỏ nó và cho nó đấy, hóa nhỏ và kiểu hóa nhỏ nó lại và cho nó thêm mấy cái này đi nhiều lần. Đứa nhỏ thì nó đi á, cảm cứ đang thì nó đi. Cổng thông đạo bút lá cờ không biết là bao nhiêu tốc đánh, không biết 1.03 bút khoảng được bao nhiêu ta? 30 là được 2.1, 30 là 2.1, 40 45, mà tầm 45% tốc đánh không? Tầm 45% tốc đánh không? Đúng không? Tại 0.7 mà lên 45% à? Ừ, tầm 45 ấy. 45%. Đúng không? Tại vì 0.7 lên 1.0 mấy thì khoảng 40% là mới có 9.8 thôi ấy. Đúng không? 40% nó mới có 9.8 mà. 40 là 7.428, được thêm 2.8. Được 0.28. 45 và 45% cái lá cờ ấy. Để xem nó cắm lá cờ xem sao nhé. Đúng rồi, 45 46 gì đấy, tầm đấy. 50 thì nó thành đấy rồi bạn nhớ, 50 thì thành 3.5 đúng không? 50 là 75 35. Không, nó còn theo cấp sao nữa. Tí thí dụ mình up sao con Taric lên 2 chắc tầm 50 thật. Nó còn theo cấp sao của tướng đó mọi người ạ. Theo cấp sao của tướng ấy, tướng mình chưa full 2 sao á, con này lên thêm 2 sao là úp thêm 8% cho cái cổng thông đạo này, lên 50 thật đấy chứ. À, thêm một con này vô là lên 50 á, cắm cờ là được 50 thật đấy. Cái gì mà gần 1k số, bắn ngọt, ui gì bắn ngọt gần 1k số gì, hồi nãy tôi chơi 2k2 số nó mới ngon. Bắn ngọt phải chơi 2k2 số nó mới ngon, 2k2 số yếu lắm. Bánh ngọt tầm đấy là yếu lắm. Để mình test bánh ngọt yếu lắm. Con này không có nào luôn. Amin này có CC đấy. Bùa đỏ nhá. Bùa đỏ cho con này. Chắc được không, chưa có dòng hồi máu đấy, bùa đỏ không? Rai ác đấy. Rai ác đấy mọi người. Ôi, thế thì Seraphim vô luôn, 3 sao mà.
Level 9. Mỗi tướng một tiền 3 sao à. Liên hoàn khoản em mạng đấy. Út đồ đổi đồ cho Taric á. Đổ cũng được mà không đổi cũng được. Máu này. Máu rồi ấn can trường, con này là can trường sẵn, ấn tiên phong đi, ấn tiền cho con này. Con tương yêu hai đôi khi mình thua ấy chứ, thua sẵn rồi này, đôi khi cái gì nữa. Đây từ từ cờ kìa, hết đam rồi mọi người. Con sen trâu thế, thiếu một tí giảm kháng phép nhỉ. Mình roll bây giờ là roll lấy búp để end nó thôi. Lấy cái búp á. Mình roll cái búp á, cái búp ngon ấy. Chỉ cần ngồi kiếm cái búp thôi. Ơ, sao nó bay màu nhanh vậy? Ủa hồi nãy nó vừa thu mình mà. Sao nó bay màu nhanh thế? Nó bán gì à? Nó thắng mà sao giờ nó bay màu nhanh vậy? Úp ra. Gây 10%, giao trận tiếp theo gây 10% máu tối đa thần sát thương chuẩn lên tất cả các kẻ địch. Ok, là xét đánh đúng không? Ok, một ván thông đạo à.